Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn đã trở lại với một video tư vấn điện thoại trên kênh YouTube của mình. Và trước khi vào cái video này thì các bạn cho mình hỏi một câu nhé. Nếu bây giờ mình không sử dụng MacBook để mà đọc câu hỏi nữa, mình gấp cái MacBook này lại, bỏ nó qua một bên, và mình sử dụng một cái iPad để đọc câu hỏi, thì các bạn thấy như thế nào? Nếu bây giờ mình để cái iPad như thế này thì các bạn nhìn thấy trông nó đẹp hơn hay không ạ? Các bạn có thể để lại comment cho mình biết nhé. Đấy. Và đây các bạn có thể nhìn thấy này. Đây chính là iPad Pro M1 của mình đây. Các bạn nhìn thấy không? Đó, đây, bật phím nguồn lên để cho các bạn nhìn rõ hơn. Đây, có phím mà. Đó, rồi. Ok. Đó, được chưa? Và mình đã có luôn cả một bộ bàn phím đi kèm theo cái iPad Pro M1 này rồi. Mình vừa có thể biến cái bàn phím này trở thành một cái bao da như thế này, mà lại vừa có thể biến nó trở thành một cái giá đỡ để như này để cho mình có thể giải trí tốt hơn. Và chúng ta có thể thay đổi được hai nấc như bạn nhé. Một nấc như này để nó đứng lên, còn nếu bạn muốn ngả ra bạn cũng có thể để cái nấc như thế này được. Được chưa ạ? Rồi, và các bạn biết rồi đấy, iPad Pro M1 thì cái cấu hình của nó là quá mạnh mẽ rồi. Và hiện tại thì mình có tham khảo tại website của Cellnet thì giá bán của iPad Pro M1 bây giờ nó chỉ ngang với cả giá bán của cái phiên bản cũ thôi, thậm chí là còn rẻ hơn phiên bản năm 2020. Thế thì không có lý do gì là mua phiên bản năm 2020 cả, đúng không ạ? Và tất nhiên thời điểm này nếu các bạn đặt hàng trước iPad Pro M1 tại Cellnet thì các bạn cũng sẽ được rất nhiều các khuyến mại đi kèm, rồi là hỗ trợ thu cũ đổi mới các thứ bla bla, rất nhiều luôn. Đối với cả iPad Pro M1 thì ưu điểm lớn nhất của nó là gì? Đấy là con chip M1 là một này. Thứ hai nữa là màn hình 120Hz này. Và màn hình của nó vừa đủ lớn đấy nhé các bạn nhé. Nó sẽ có một cái thiết kế rất là mỏng, chỉ có 5,9mm mà thôi. Cầm lên cũng rất là nhẹ nhàng, thiết kế viền đã mỏng hơn những thế hệ cũ rất là nhiều rồi. Nó sẽ có 4 cái loa ngoài nữa. Và có một viên pin đủ tốt cho các bạn. Đó. Và một cái hộp phụ kiện thì không bị cắt giảm đi giống như iPhone đâu. Nên là các bạn cứ yên tâm. Đấy là những cái gì mà mình nói qua về iPad Pro M1. Đấy, thì các bạn có thể tham khảo qua tại Cellnet nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ để cái iPad này sang một bên để kéo cái MacBook quay trở lại. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu với những câu hỏi của ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn NQVlog, bạn hỏi là: anh Dương đánh giá chi tiết Sony Xperia 1 Mark 3 đi ạ. Thực ra là Xperia 1 Mark 3 là khoảng một vài ngày tới thì mình sẽ mượn được sản phẩm này thôi, thì mình sẽ làm video trên tay cho bạn sau. Đấy, nhưng mà qua những cái thông tin mà mình tìm hiểu được về cái điện thoại này thì về cơ bản là Xperia 1 Mark 3 là một điện thoại có một cái cấu hình mình đánh giá là rất ổn luôn đấy nhá. Thiết kế của Sony thì bạn biết rồi đấy, nó thiết kế theo kiểu dạng thanh dài, bởi vì là cái tỷ lệ màn hình là 21:9 mà. Màn hình rất đẹp luôn, màn hình 4K luôn và tần số quét là 120Hz, có 1 tỷ màu các thứ, kính cường lực cũng là loại xịn sò nhất bây giờ rồi. Kính cường lực Gorilla Glass Victus rồi. Chip cũng là cái loại xịn sò nhất bây giờ, hiển nhiên sẽ là chip Snapdragon 888 rồi. Đấy, rồi là UFS cũng là 3.1 cơ thứ luôn. Nó cũng sẽ có một cụm camera phía sau, thông số thì ở mức độ bình thường thôi, và chúng ta sẽ phải chờ đợi xem là chụp ảnh thứ của nó như thế nào. Ống kính thì cũng là ống kính dây. Đấy, rồi chúng ta sẽ có viên pin là 4.500 ở mức độ đủ dùng thôi. Sạc cũng chỉ là 30W thôi. Đấy, thế thì nếu mà qua những cái thông số thôi nhá, nhìn được của Xperia 1 Mark 3 thì mình thấy là có một số những vấn đề hơi lăn tăn một tí. Đấy là thứ nhất là so với những sản phẩm khác ấy, thì cái sạc của nó chưa phải là quá nhanh này. Cái pin của nó thì cũng không phải là quá trâu như là những sản phẩm flagship của Android khác bây giờ. Những cái thông số về camera sau thì mình không nói, nhưng mà camera trước thì có thể là sẽ thua kém hơn so với những hãng điện thoại Android khác đấy. Đấy thì cũng là cái vấn đề mà chúng ta cần phải chú ý. Nhưng mà con này được cái là ưu điểm cái màn hình của nó thì quá xuất sắc rồi. Đấy. Thế thì Xperia 1 Mark 3 còn thêm một cái điểm gì nữa mà mình lăn tăn, đấy là giá bán. 30 triệu để bỏ ra mua một chiếc điện thoại Xperia 1 Mark 3 thì mình nghĩ là không nhiều người dám bỏ tiền ra đâu. Tất nhiên những bạn fan trung thành của Sony, các bạn có nhiều tiền, các bạn sẵn sàng bỏ ra từng đấy tiền để mua Xperia 1 Mark 3. Nhưng với số tiền đó mình nghĩ là nhiều người nhá, người ta sẽ nghiêng hẳn với iPhone 10, 12 Pro Max, hoặc là thậm chí nếu mua Samsung Galaxy S21 Ultra ở thời điểm này tại Cellnet thì các bạn có thể tiết kiệm được gần chục triệu so với việc mua cái điện thoại này rồi. Thì đấy là cái vấn đề của Xperia 1 Mark 3, nghĩa là vấn đề lớn nhất của nó là vấn đề về giá bây giờ, giá quá cao thôi. Chứ còn lại thì mình nói thật chứ, có tiền để mua con này thì tốt quá, đúng không ạ? Nhưng chẳng qua là liệu cái mức giá đó có đủ thuyết phục các bạn hay không thì các bạn hãy để lại comment cho bọn mình biết nhá. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Sikachu Nguyễn. Bạn hỏi là: anh ơi, Vingroup dừng phát triển Vsmart rồi thì Vsmart có nên mua để sử dụng lâu dài tầm 5 năm hay không ạ? Đấy, thế thì mình nói thật với các bạn nhé, đấy là không chỉ riêng gì Vsmart mà điện thoại Android,
chúng ta nên quan điểm là sử dụng khoảng vài ba năm thôi, chứ bảo sử dụng 5 năm thì nó dài quá, thực sự là như thế. Nói đâu xa, các bạn nhớ cái chiếc điện thoại Sony Xperia XZ2 không ạ? XZ2 bây giờ giá của nó tầm khoảng 3 triệu hàng cũ, chạy chip 845. Mà XZ2 là mới bán ra cách đây khoảng 3 năm thôi. Đây, XZ2 là sản xuất năm 2018 mà người ta đã gọi XZ2 là giác công nghệ rồi đấy. Thế thì mình nghĩ là chúng ta không nên quá kỳ vọng vào việc là sử dụng đến 5 năm. Đấy. Còn mình nói luôn đấy là Vsmart ấy, thì khi mà họ dừng ở Việt Nam thì họ vẫn sẽ hỗ trợ cập nhật phần mềm các thứ, nhưng mà mình nghĩ chắc chỉ trong khoảng 5 là cùng thôi. Đấy. Còn không kỳ vọng là sẽ lâu dài đến tận 5 năm thì chắc chắn là không rồi. Nhưng mà qua đây mình cũng muốn nói các bạn là những điện thoại Android khác, thậm chí là flagship, nó còn khó được như thế, huống chi là Vsmart lại không sản xuất điện thoại flagship, họ chỉ sản xuất điện thoại tầm trung với cả giá rẻ thôi, đúng không ạ? Thì chắc chắn là 5 năm là không được luôn. Đấy. Nhưng mà qua đây thì mình cũng thấy là tiếc cho Vsmart ở cái chỗ là họ có hai cái sản phẩm mà chúng ta kỳ vọng nhưng lại không ra mắt. Đấy là Vsmart Aris 5G, cái phiên bản 5G mà họ cũng đã sản xuất ra rồi, cũng có thử nghiệm rồi, nhưng mà lại cuối cùng chiếc điện thoại này cũng không được ra mắt trước khi họ dừng sản xuất. Và có một cái điện thoại nữa, đó là Vsmart Lux, cũng là cái chiếc điện thoại mà chúng ta rất là kỳ vọng vào một chiếc điện thoại flagship của Việt Nam, nhưng mà rất đáng tiếc chiếc điện thoại đó cũng không được ra mắt nữa. Quá đáng tiếc luôn. Nói về Vsmart thì có quá nhiều hoài niệm rồi, nhưng mà bây giờ mình nghĩ là Vsmart cũng đang đến cái giai đoạn là xả kho những sản phẩm cuối cùng rồi, thì nếu anh em nào muốn mua về làm kỷ niệm thì cũng được thôi. Đấy. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo của bạn Tuấn Kiệt Trần Hoàng. Bạn hỏi là: chào anh, em cần anh tư vấn giúp em giữa con iPhone 10 và Mi 11 Lite, không biết em nên mua con nào, mong anh trả lời. Ok, cá nhân mình thì mình sẽ thấy như sau này. Đầu tiên là về thiết kế, đẹp hay xấu tùy thuộc vào mắt mỗi người. Đấy, nhưng mà mình không thích iPhone ở cái chỗ là thiết kế tai thỏ, mình không thích, bởi vì nó chiếm dụng diện tích nhiều ở cái phần mặt trước. Đấy, nhưng mà độ nhận diện thương hiệu của nó thì lại tốt hơn. Nhưng mà ở đây mình sẽ nói đến cái vấn đề về độ mỏng này, cảm giác cầm nắm, khối lượng nó nhẹ nhàng hơn thì sẽ là Mi 11 Lite 5G nhé bạn nhé. Tiếp tục nữa là về màn hình thì mình cũng sẽ lựa chọn Mi 11 Lite 5G. Đấy, cùng là màn hình AMOLED cả đấy, nhưng mà Mi 11 Lite 5G nó sẽ có độ sáng cao hơn và cái màn hình của nó tần số quét cũng cao hơn nữa. Về hiệu năng mình cũng sẽ lựa chọn Mi 11 Lite 5G. Con chip Snapdragon 780 mạnh lắm các bạn ạ. Nó là con chip được sản xuất ở trên giới trình 5 nanomet, tiên tiến hơn nhiều so với cả con chip Apple A11. A11 thì thời điểm nó ra mắt nó rất là mạnh, nhưng thời điểm này thì mình nghĩ là không bằng 780G 780 5G đâu. Đấy, vì 780 5G nó phải ngang với cả Snapdragon 855 cơ. Về camera thì mình đánh giá là camera của iPhone 10 sẽ tốt hơn đấy. Nhưng mà cái camera đa dụng hơn thì sẽ là cái camera của Mi 11 Lite 5G. Về 5G tất nhiên rồi, Mi 11 Lite 5G sẽ có, trong khi đó thì iPhone 10 không có 5G đúng nhá. Đấy, chúng ta sẽ có tiếp nữa là về pin thì Mi 11 Lite 5G cũng sẽ có viên pin nhỉnh hơn một chút và sẽ có cái sạc nó nhanh hơn. Loa ngoài loa kép thì cả hai sản phẩm này đều có, nhưng mà kháng nước kháng bụi thì iPhone 10 sẽ tốt hơn. Đấy, nhưng mà trong tầm giá này thì các bạn chỉ mua iPhone 10 cũ thôi, nên là kháng nước kháng bụi nó không còn quan trọng nữa, nhưng mà loa ngoài của iPhone 10 thì sẽ nghe hay hơn. Thương hiệu iPhone 10 sẽ tốt hơn. Phụ kiện iPhone 10 đi kèm nó cũng sẽ nhiều hơn các thứ. Đấy, thế thì bạn sẽ xem ra bạn cần cái gì. Cá nhân mình thì mình thấy là iPhone 10 nó hay xảy ra cái sắc suất bị lỗi màn hình, nên thành ra là mình không thích cái sản phẩm này lắm. Còn Mi 11 Lite sẽ là một sản phẩm mình đánh giá là an toàn hơn. An toàn đây là các bạn có một sản phẩm hàng mới tinh, đỡ phải lo nghĩ nhiều. Đấy. Rồi chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Bá Thịnh ZHK. Bạn hỏi là: anh Dương tư vấn dùm em một điện thoại tầm 5 triệu chụp ảnh đẹp, pin trâu, có sạc nhanh đi anh. Chính hãng sách tay đều được. Nếu thế này thì ngon nhất ở trong cái tầm giá sách tay chẳng hạn này, thì nó là con Realme V15. Các bạn chỉ cần search là Realme V15 Dương Dê là bạn sẽ ra thôi. Con này là con ngon nhất ở trong tầm giá 5 triệu. Chụp ảnh của nó khá ổn, pin của nó đủ trâu, sạc của nó là sạc 50W tốt nhất ở trong tầm giá này. Và thậm chí là cái sạc đi kèm nhá, nó còn là sạc 65W cơ. Cái con này lại còn có cả màn hình AMOLED nữa. Đấy, thế thì còn điểm gì để mà lăn tăn về cái chiếc điện thoại Realme V15 nữa, đúng không ạ? Hàng sách tay nhưng mà nó lại còn có cả sẵn tiếng Việt luôn. Đấy, thì nếu mà bạn không phân biệt hàng sách tay và hàng chính hãng thì con đó là ngon nhất rồi. Còn nếu mà hàng chính hãng ở trong tầm giá dưới 5 triệu như này, mình sẽ lựa chọn được ra 3 sản phẩm. Thứ nhất đó là Poco X3, chưa được X3 Pro đâu nhá. Thứ hai nữa đó là Redmi Note 10. Và thứ ba nữa đó là Vsmart Aris. Thế thì
chụp ảnh đẹp thì cả ba con này đều không đẹp bằng Realme V15. Pin trâu thì ok, Poco X3 sẽ là con có pin trâu nhất. Và sạc thì, nhưng mà sạc thì lại cũng không thể bằng được Realme V15, khi mà Poco X3 với cả con đấy là Poco X3 với cả con Redmi Note 10 là có sạc nhanh nhất là 33W, nhưng con kia lên tận 50W cơ, nhanh lắm. Đấy. Còn thiết kế đẹp nhất thì lại là V-Smart Aris. Đấy thì bạn sẽ xem ra là bạn cần cái nào hơn. Nhưng về cơ bản nếu mà với nhu cầu này của bạn thì nên mua Realme V15 sẽ là sự lựa chọn hợp lý nhất. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Đinh Nam. Bạn hỏi là K40 còn nên mua được hay không chú, hay là cố lên K40 Pro? Cháu đang đắn đo vì cháu là học sinh, mong chú tư vấn, chúc chú nhiều sức khỏe. Rồi, thực ra là cái K40 và K40 Pro nó lệch nhau. Con chip là cái lệch nhau lớn nhất này. Xong đấy lệch nhau về camera, và cùng lệch nhau về kháng nước. Đấy thì bạn sẽ xem ra là với mức giá chênh lệch nhau khoảng gần 2 triệu bây giờ, một con là khoảng hơn 7 triệu, một con là khoảng gần 9 triệu đấy, lệch nhau khoảng gần 2 triệu bây giờ, thì có nên cố lên hay không. Nhưng mà nếu mà là cá nhân mình nhìn thấy là thực dụng nhất thì sẽ là nên mua cái con K40 này này. Đấy, còn nếu mà cố lên được K40 Pro thì tốt quá, nhưng nếu không thể cố lên được thì dừng lại ở K40 là một sự lựa chọn cũng rất là hợp lý rồi. Bởi vì sao? Bởi vì là ok, cái con chip là cái sự chênh lệch lớn nhất giữa hai dòng này nhá, nhưng hãy chú ý rằng con chip 870 của K40 vẫn là một con chip rất là tốt, và con chip này thì lại khá mát. Kháng nước, kháng bụi thì đối bản thân mình thì mình cần, nhưng mà mình biết là phải đến 90% các bạn là chưa cần đến cái tính năng đó, nên mình nghĩ là cũng chẳng có quan trọng. Camera thì bạn sẽ xem là cái tần suất chụp ảnh của bạn có nhiều hay không, và thực ra là nó chỉ hơn nhau về số chấm thôi, chứ còn chất lượng chụp ảnh ra nó không khác nhau nhiều lắm đâu. Đấy, thì nếu mà bạn là người thực dụng thì mua K40, còn nếu không thì cố lên K40 Pro thì bạn sẽ có một hiệu năng nó tốt hơn hẳn luôn. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Thanh Nguyên. Bạn hỏi là anh Dương ơi, có điện thoại chính hãng nào chơi game ngon trong tầm giá 4 triệu trở xuống? Nếu mà 4 triệu trở xuống thì mua V-Smart Aris, cái chiếc điện thoại mà có con chip Snapdragon 730, 730 là chơi game tốt ở trong tầm giá đó rồi đấy. Ngày trước dưới 4 triệu chúng ta chỉ mua được chip 675 hàng chính hãng của con V-Smart Lite 4 thôi. Nhưng bây giờ chúng ta đã mua được hàng chip 730 rồi, thì chẳng có lý do gì mà không mua V-Smart Aris cả. Chốt là mua V-Smart Aris nhé. Còn ở trong tầm giá dưới 4 triệu ngày trước mình hay tư vấn cho các bạn cái con Redmi Note 10. Nhưng mà vấn đề của Redmi Note 10 đây là nó chạy con chip 678. Con chip đó thì thua hẳn so với cả 730 luôn. Vậy nên là V-Smart Aris đây là chiếc điện thoại chơi game ngon ở trong tầm giá dưới 4 triệu. Và đặc biệt nữa là nó có thiết kế đẹp, màn hình AMOLED nữa, thương hiệu Việt, bảo hành dài lâu, được chưa ạ? V-Smart Aris. Ok, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Dũng Phạm. Bạn hỏi là anh ơi, cho em hỏi là nên lựa chọn IQ Neo 5 hay là K40? Em nghiêng về tiêu chí hiệu năng, camera, xem phim, nghe nhạc, còn theo ý anh thì sẽ chọn máy nào? Với cá nhân mình thì đầu tiên là theo cái tiêu chí của bạn cái đã. Về camera thì mình thấy là cái con Vivo IQ Neo 5 là có camera nhỉnh hơn là K40 đấy, cả trước lẫn sau luôn đấy. Xem phim thì hai con này xem phim rất là giống nhau thôi, màn hình đều đẹp cả, đều là AMOLED rồi là 120Hz các thứ cả. Nghe nhạc thì cũng xem với nhau thôi. Đấy, à nhưng mà có một cái là IQ Neo 5 là có sẵn tiếng Việt nhá. Còn K40 chúng ta sẽ phải chờ đợi thì mới có tiếng Việt được, nhưng mà K40 thì chắc chắn sẽ có tiếng Việt. À, và có thêm một cái điểm rất quan trọng nữa, đấy là con IQ Neo 5 là sạc nhanh hơn rất nhiều so với cả con K40, nó sạc 66W cơ chứ không phải sạc 33W. Đấy, thì cái đấy cũng là cái điểm chúng ta cần phải chú ý. Thế nhưng mà hình như là giá của IQ Neo 5 là cao hơn K40 đấy, nên là chúng ta cũng cần phải cân nhắc cái điều này nữa. Đấy, còn lại thì trong hai con này thì bạn cứ đến trực tiếp cửa hàng, các bạn trải nghiệm thì bạn thích con nào là bạn mua con đó thôi. Đấy, nhưng mà cá nhân mình thì mình thấy là nếu mà giá hai sổ này lệch nhau không nhiều thì mua IQ Neo 5, còn nếu mà lệch nhiều thì mua K40. Đấy. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay. Câu hỏi đến từ bạn Đức Tài Trịnh. Bạn hỏi là chú Dương nghĩ sao về việc tăng tần suất video tư vấn điện thoại ạ? Tầm 2 video một ngày. Tại cháu thấy nhiều người hỏi mà không được chú trả lời quá. Thực ra là trong một cái video tư vấn điện thoại mình biết là có rất nhiều các bạn hỏi, thậm chí là có những video lên đến tận khoảng 300 đến 400 comment, còn bình thường trung bình thì đã tầm 100 đến 200 comment là rất là nhiều rồi. Đấy, nhưng mà một video mình chỉ chọn được ra khoảng 8 cho đến 10 câu hỏi để trả lời thôi. Đấy nên thành ra là không thể trả lời tất cả các câu hỏi của các bạn. Nếu mà một ngày mà lên quá nhiều video thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng kênh ấy. Mình cũng biết là nhiều người cũng muốn mình làm một ngày phải vài số tư vấn điện thoại, thậm chí là cái số tư vấn điện thoại các bạn mong chờ hơn rất nhiều so với những cái số mà mở hộp hay là đánh giá chi tiết hay các thứ đấy. Nhưng mà thực sự là một lần làm video tư vấn điện thoại này nó mệt lắm các bạn ạ. Tất nhiên mình không phải than khổ ở đây, nhưng mà thực sự là nó mất rất nhiều thời gian so với cả những cái video khác. Đấy, bởi vì là vừa phải đọc câu hỏi của các bạn, nhưng mà vừa phải suy nghĩ nữa cơ. Đấy, và phải vừa soạn câu hỏi nữa chứ. Đây là mình, hầu hết là mình toàn tự soạn hết chứ không có ai soạn cho mình đâu. Nhưng mà các bạn cứ yên tâm, đấy là tất cả các cái comment của các bạn thì mình đều đọc được hết. Đấy, cũng có nhiều bạn thì cũng góp ý là tại sao anh đọc comment của bọn em nhưng anh không trả lời,
các thứ ấy, bởi vì đơn giản thôi, bởi vì nếu mà trả lời từng đấy comment thì cũng chết đấy. Còn cũng có nhiều người góp ý mình là sao anh không thuê một người về để chuyên trả lời comment của các bạn, thì thực sự là mình không biết được là cái bạn thuê về đấy bạn ấy sẽ mất khoảng bao nhiêu lâu để bạn ấy có đủ kiến thức để mà trả lời được, và liệu bạn ấy có trả lời, hoặc là nếu mà bạn ấy có đủ kiến thức rồi thì bạn ấy trả lời có theo ý mình hay không, bởi vì là mỗi một người có một quan điểm khác nhau. Cái này thì nó lại không phụ thuộc vào cái việc là bạn giỏi hơn người kia về cái kiến thức về mặt điện thoại cái thứ đâu, mà quan trọng nhất là nó còn phụ thuộc vào cả cảm xúc nữa cơ. Ví dụ như có nhiều người thì người ta bảo là ồ, chỉ có dở hơi mới bỏ ra từng đấy tiền để mua cái iPad Pro M1 này chẳng hạn, với số tiền đó chúng ta mua MacBook Air M1 rồi đấy, kiểu như thế. Nhưng ví dụ như với mình chẳng hạn thì con iPad này thì nó di động, tính di động nó cao hơn, xong rồi nó lại có cảm ứng cái điều mà MacBook không có đấy, kiểu như thế. Hay là ví dụ như có người người thích điện thoại này nhưng mình lại thích điện thoại khác chẳng hạn đấy, thì cái đấy cũng rất là khó có thể để thuê người về tự trả lời được, chẳng qua là mình có đủ thời gian để trả lời hay không thôi đấy. Thì cũng rất là mong các bạn thông cảm, nhưng mình rất muốn là qua cái câu hỏi của bạn Đức Tài Trịnh thì những cái comment ở phía dưới video này, những bạn nào mà biết thì hãy giúp mình bằng cách là trả lời cho các bạn khác. Thì như thế thì mình rất là cảm ơn các bạn, cảm ơn rất nhiều luôn, bởi vì mình cũng không có đủ thời gian để mình trả lời hết comment đấy. Đấy, và thêm một cái điểm nữa, đấy là những cái câu hỏi được hỏi lên trên này thì đều là những cái câu hỏi mà mình nghĩ là nhiều người quan tâm tới. Ví dụ nhá, cái câu hỏi của bạn Dũng Phạm, bạn hỏi về IQ Neo 5 với cả K40 thì không dưới 10 câu hỏi mình nhận được nó có nội dung tương tự như thế này. Đấy, nên là làm sao mà mình có thể soạn được hết đủ 10 câu hỏi như thế được, ngày nào cũng IQ Neo 5 với cả K40 được, đúng không ạ? Đấy, hay là ví dụ như là điện thoại chính hãng chơi game ngon trong tầm giá dưới 4 triệu thì mình nghĩ là không dưới 50 comment cũng có nội dung tương tự như thế này, thì mình cũng đưa lên đây thôi. Đấy, nghĩa là mình sẽ lựa chọn một trong từng đấy câu hỏi thôi. Nghĩa là những cái câu hỏi nào mà nó có nội dung tương đối là trùng lặp nhau rồi thì mình sẽ lựa chọn một câu hỏi ngắn gọn nhất để mình đưa lên, được chưa ạ? Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều vì những góp ý vừa rồi. Và nếu các bạn có những góp ý nào thêm cho cái số tư vấn điện thoại của mình được hấp dẫn hơn thì có thể để lại thêm comment nhé. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dây. Còn bây giờ đây, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.